Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 10 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh lần này tăng cường xuống khu vực Bắc Bộ khá yếu, lại lệch đông nhanh nên chỉ tác động tới khu vực Đông Bắc và ven biển của Bắc Bộ là chính. Còn lại tại các khu vực khác thì mưa phân bố không đều. Đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, khu vực lân cận Hà Nội mưa dông đã xảy ra ở nhiều nơi. Các tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh và ở Hải Phòng có mưa với lượng từ 10 cho đến 30mm. Đặc biệt tại Hưng Yên và Hải Dương thì còn đo được lượng mưa từ 92 đến 105mm. Trong khi đó, khu vực Hà Nội thì có mưa rào nhưng lượng lại không nhiều, tiết trời cũng dễ chịu hơn. Dự báo trong ngày mai, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ ổn định dần, toàn vùng sẽ phổ biến trạng thái là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Sau đó, sang ngày 12, ngày 13 tháng 5, một đợt mưa mới lại xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc Bộ, có nơi có lượng mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, chúng ta cũng cần hết sức đề phòng với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc hay là gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm, thời tiết cũng bớt oi nóng hơn trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Và chuyển sang khu vực Trung Bộ, trong đêm qua đến sáng ngày hôm nay, mưa dông có lượng khá cũng xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới khu vực Nghệ An. Dự báo trong 3 ngày tới thì mưa tại đây chỉ xuất hiện rải rác vào đêm và sáng. Trưa chiều trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi về đêm. Dẫu vậy thì thời tiết cũng sẽ bớt oi bức hơn khi mà nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ, phổ biến chỉ còn trong khoảng là 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu trong ngày hôm nay cho đến những ngày cuối tuần. Trường gió Đông đến Đông Nam sẽ là hệ thống thời tiết chính, chi phối các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Do vậy, trong ngày trời có mây thay đổi và phổ biến ít mưa. Đến khoảng tối muộn vài đêm thì rải rác phần phía Nam của Tây Nguyên cũng như là phía Đông của Nam Bộ sẽ có mưa rào, nhưng cường độ và diện mưa thì không nhiều. Nhìn chung, khả năng ngập úng tại những đô thị lớn sẽ ít có khả năng lặp lại như những ngày trước đó. Nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều, đêm và sáng thời tiết mát mẻ tại vùng cao nguyên và dịu mát tại khu vực Nam Bộ. Trưa chiều nhiệt độ tại vùng cao nguyên ở khoảng là 29 cho đến 32 độ, trong khi đó thì Nam Bộ sẽ tăng cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Và tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày 11, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 31 đến 34 độ. Sang ngày 12, ngày 13, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ giảm dần mỗi ngày và cao nhất ngày 13 chỉ còn khoảng là 29 cho đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày mai mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng. Sang ngày 12, ngày 13, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt giảm dần, cao nhất ngày mai đạt từ 31 cho đến 34 độ, sau đó thì giảm dần 1 độ mỗi ngày. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, từ ngày 11 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phần phía bắc của khu vực thì sẽ có mưa rải rác trong ngày 12 và ngày 13, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới trong khoảng là 31 cho đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong các ngày từ 11 cho đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng là từ 31 cho đến 34 độ. Trở vào Tây Nguyên, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại phần phía nam của khu vực. Gió đông cấp 2, nhiệt độ những ngày tới phổ biến trong khoảng là 29 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 11 đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại phía nam của khu vực. Gió đông cấp 2, nhiệt độ trưa chiều từ 32 cho đến 34 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, ngày mai mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Sang ngày 12 và ngày 13, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Cần phải đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt giảm dần, cao nhất ngày mai đạt từ 31 đến 34 độ, sau đó thì giảm dần mỗi độ một ngày. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới thịnh hành gió Đông Nam có cường độ trung bình đến yếu, sóng biển thấp dưới 2 mét và trời chỉ có mưa vài nơi, ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, trong vòng 3 ngày tới do có cường độ trung bình đến yếu, sóng biển hoạt động yếu và trời phổ biến ít mưa, không gây cản trở cho các hoạt động hàng hải của người dân. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!